Cumin Mitsu. Cumin Mitsu lòng tấc 7. 2 4 6 lốc 6 máy. 6 máy lòng tấc 7 mà. Cái này cũng cả 8-900 mã lực vậy nè. Cái phần đầu trâu này, bánh trớn nè, cốc đề. Cái này thì thấy nãy giờ mình thấy không có thấy được cái đắt máy mà. Hỏi thì mấy anh mình nói là cái đời Cumin Mitsu gì đó. Cái này là phần cái nắp này. Nắp này giống S6R mà, nắp RRR vậy nè. Lòng tấc 7 luôn. Kê bê tông gan, bê tông bằng gan chứ không phải là bê tông nhôm. Này là cái phần bơm trộn rồi nè. Đầu nước dính sẵn ở trên này. Đây là dòng phát điện đó ba. Nó xài cái đầu nước nè. Cumin đời mới nè. Có ai xài xài này dùng cầu đôi cũng được mà sao không ai xài. Này sẽ thường chắc xài bên tàu sắt, xà lan đâu quá. Cumin Kumitsu. Không thấy cái, không thấy cái đắt máy. Con heo thì xài con heo nè, heo thứ heo của Cumin nè. Heo heo Cumin luôn à. Heo xài bét nhớt luôn. Xài bét nhớt luôn, có cục chi nhớt rồi nè. Qua được cái nắp này. Cái bô bô chạy cũng dữ lắm nè, trái bô này. Máy này có ai xài rồi thì có cho mình comment nó có mảnh yếu hao dầu gì không hả bạn. Này chưa xài mình không biết, thấy cũng ok quá nè. Chạy xuống biển chạy là bá cháy bù chát luôn. Còn bên kia nè, bên kia mấy cái hàng nặng này kìa, thấy ghê chưa. Con này trên dưới 800, trên dưới 800 triệu rồi. Có nên xài không cho mình xin ý kiến ha. Trên dưới 800 triệu lòng tấc 7 bê tông gan Cumin Mitsu, Cumin đời mới này.